Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ cho tiếp Minecraft Big Salmon siêu cấp. Và ở tập trước thì cuối cùng mình cũng đã chinh phục được Rayquaza, nhưng mà là dạng Necroform các bạn ơi. Quá là đẹp luôn. Và chỉ còn đúng Groudon nữa thôi thì mình sẽ chính thức sở hữu được cái bộ ba đầu tiên á. Đó chính là bộ ba thời tiết cực mạnh. Nhưng mà cái việc tìm rau đanh chắc cũng hơi khoai đó, nên là chúng ta cứ kiên nhẫn từ từ ha. Còn công việc của mình trong ngày hôm nay, đầu tiên là mình sẽ bổ sung thêm số lượng bóng chứa cái đã. Mặc dù bây giờ mình cũng có kha khá bóng chứa, tuy nhiên để chắc cú hơn nữa thì mình sẽ làm thêm vài loại các bạn ơi, bao gồm đâu đó cỡ một ít Tamerborn, tiếp theo là rất nhiều Ultraborn, và cuối cùng là Quickborn, một loại bóng chứa mới trong kho đồ của mình. Với Quickborn á thì cái lượt đầu tiên mình bắt sẽ có tỷ lệ rất là cao để chinh phục được Pokemon đó các bạn, nên là mình cũng muốn thử lắm. Rồi, về ra và cho nó đập ra thôi. Ok, trong lúc chờ đợi thì chắc mình sẽ đi mai một tí, bởi vì hiện tại số lượng khoáng sản trong rương của mình thì đang hạn hẹp các bạn ơi, nhất là sắt. Sắt bây giờ gần như là mình á hết sạch sành sanh luôn rồi, không còn miếng nào hết trơn á. Đâu rồi, đây nè. Trong này cũng không còn luôn các bạn ơi. Yêu, nghèo thật sự luôn á. Mình mà không tranh thủ cậy thêm sắt thì không có đâu mà đập ra những cái đế rồi chế tạo bóng chứa. Ok, vẫn trở lại cái hang gần nhà. Ồ, ở đây luôn à. Ok, ê, chưa. Lại cái đen bên này nữa. Đừng nói là cái em cá bành chà ná hôm qua nha. À không, lần này là một em Pokemon khác rồi các bạn ơi. Ủa, em này ở giác đấu hả? What? Làm nào ta? Ủa sao nhìn lạ vậy? Để mình khiêu chiến thử coi. Đây là... À, em mực đấm bốc các bạn ơi. Coi em cơ. Trời ơi, cute vậy. Thôi được, tiếp chịu dẻm luôn. Club Bopus. Ôi dồi. Rayquaza không có đường tay gì hết trơn. Rồi, lộn cục cào ẻm và... Ui, mình... À, mình quên lấy bóng chứa ra ngoài. Trời ơi, người nhà quê rồi. Ê, nhưng mà được cái em cho mình cái đĩa kỹ năng Close Combat này các bạn ơi. Cất cái đĩa luôn. Mời mốt có những em Pokemon thầy giác đấu, mình sẽ cho mấy em học sao ha. Còn bây giờ thì chui vô hang và tiến hành đi đào sắt thôi. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refi, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Ủa, what? Ở đây cũng có nhà của dân làng nữa hả? À, đây là... À, cái bát khảo cổ học các bạn ơi. Ok. Và... Ui, tưởng đầu giấu cái Master Ball ở trong rương thì bá cháy luôn các bạn. Ừ, hôm qua mình mới có được một cái Master Ball đầu tiên nè. Mình đang chưa biết là sẽ dành cho Pokemon nào đây. Ok, nãy giờ thì mình cũng tìm được khá là nhiều sắt rồi các bạn ơi. Ở đây nữa. Ok, như đây thì chắc dư sức để mình làm bóng chứa cho cái việc chế tạo ngày hôm nay rồi. Cái gì vậy? Red Gen. Oh my god. Bình thường nếu mà muốn sở hữu được cái Red Gen này, mình phải thu phục được 3 Pokemon là Azep, Uzi cũng như là Mesrit, rồi nhờ 3 Pokemon đó tạo ra các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay mình lại lụm được cái này luôn. Khó lên nào ý trời. Hình như hôm bữa mình mới lụm được một cái orb để triệu hồi một trong số 3 Pokemon sáng tạo các bạn ơi. Bên này. Ui, còn có được cái DNA Slicer nữa. Wow, dùng để kết hợp Kyurem. Wow. Trời ơi, spell tác gì nữa nè. Gia tăng sức mạnh kỹ năng hệ ma. Wow, Sporky Blade lượm luôn. Quỳ tính ra lâu lâu á, mình đi mai mình lượm được nhiều món đồ ngon phết các bạn ơi. Thiệt sự luôn á. Trời, Gastly còn khiêu chiến với mình nữa. À, Gastly xung vậy. Thôi được, tặng Gastly một đòn của Rayquaza Necro nha. Ok. Ôi, ở dưới còn cái rương nữa kìa. Ê, ôi trời, cái rương này rương chứa bơm rồi. Oh no 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 no. Không được không được, không chơi bơm, không chơi bơm nha. Có ngày nó nổ cho banh chành luôn á. Ê, ê, ê. Ui, ui. Ui, hết hên rồi, hết hên rồi các bạn ơi. Ui, hồng chim én. Chạy 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 chạy. Mày thế. Trên này vẫn còn một cái rương khác nữa. Đâu ta? Đây đây đây. Để coi. Biết đâu bất ngờ các bạn ơi. Liệu rằng
Ê, ê, ê. Trời trời, nó động đậy, nó động đậy. Oh no, 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 no. Kiểu này thì toan. Trời đất, ôi, Reaper. À, lại khiêu chiến với mình à. Ok, có vẻ là rất nhiều Pokemon thích khiêu chiến với Rayquaza Necro các bạn ơi. Được lắm. Chắc tại thấy em quá là ngầu ấy mà. Rồi bên này thì sao? Ờ, bên này thì có kinh nghiệm luôn nè. Kèm theo đó là... Oh, Skyblade. Ok. Nãy giờ mình tập trung mình để ý mấy cái rương quá. Xong cái mình không có để ý kim cương các bạn ơi. Ừ, hình như mình bỏ qua mấy chỗ kim cương luôn rồi. Thôi kệ, tầm này kim cương gì nữa. Lo tìm rương chứ đồ xịn thôi. Và mình thấy cái tưởng triệu hồi Pokemon sáng tạo có vẻ khá là ok nha. Ồ, một xíu mình phải tìm cái rương nào chứa cái món đồ đó mới được. Coi coi còn không. Nếu mà còn thì hôm nay chúng ta sẽ triệu hồi Pokemon sáng tạo đầu tiên á. Mặc dù không phải là Arceus nhưng mà không sao. Những đứa con của vị thần sáng tạo Arceus cũng rất là tuyệt vời trong giai đoạn này rồi. Việc đầu tiên sau khi trở về nhà vẫn là mình sẽ đi nung khoáng sản ha. À, mình sẽ lấy số sắt hồi nãy mình đào ra được, đem vô này cho nó nung. Để xíu còn có cái mà chúng ta chế tạo đế bóng chứa các bạn ơi. Đây, đã hết chưa luôn. Vàng mình cũng có một ít nữa nè. Trên này thì sắt cũng như là bao sai ha. Ok, việc tiếp theo sẽ là đi tìm cái món đồ đặc biệt. Đâu rồi ta? Cái orb. Ủa không? Ừ đúng rồi, một cái orb chứ. Đâu nhờ? Hôm bữa mình nhặt được trong một chuyến đi thám hiểm các bạn ơi. Hình như một Pokemon Boss rơi ra thì phải. Bên này không có rồi. Gì thì bên này chắc. Bên này. Ở đây nè. Lustrous Orb các bạn ơi. Quay quay quay. Quá ngon. Vậy là chúng ta đã có được hai thứ rồi. Red Gen với cả là Lustrous Orb. À nhưng mà khoan, mình còn thiếu một cái tế đàn nữa. Đúng rồi, mình chưa có tìm được cái tế đàn để triệu hồi. Ây da. Vậy thì căng quá ta. Thôi được, mình sẽ giữ ở bên trong cái điện thoại mình á. Ok, khi nào mà gặp tới đàn thì lúc đó mình triệu hồi Pakia liền luôn các bạn ơi. Wow, nghĩ tới thôi là thấy hấp dẫn rồi. Ok, trong lúc chờ đợi cho sắt nó kiểu như nấu ra các bạn, thì mình sẽ đi trồng một ít cái berry ha. Tại vì trong thời gian với hai tập mình cũng có lựa ra một số cái berry trong rương đồ á. Và sắp tới thì mấy cái này mình có thể dùng nó để làm ra những cái món đồ búp tỷ lệ xuất hiện Pokemon thôi nè. Đó. Ôi dạ. Trời trời trời, em cua này. À, điểm chiến vậy ta, em địch kẹp Rayquaza mình hay sao kìa. Ok. Trời trời trời. Chống cự, em chống cự các bạn ơi. À. Chống cự cho em bụt bự luôn. Rồi, đi trồng berry thôi các bạn ơi. À, mình sẽ trồng cho nó xét xét nhau xíu ha. Uầy, ở cái vùng này mình thấy có một em Dragonite xuất hiện các bạn ơi. Em bay ngang. Hay vậy. Uầy, Dragonite là một Pokemon hệ rồng với cả là hệ bay các bạn ạ. À. Wow. Em đứng cạnh Mewtwo ở trong Pokédex luôn nè. Ok đấy chứ. Ê, em bay tiếp rồi, em bay tiếp rồi. Không được, không được. Đứng lại cho anh, đứng lại cho anh. À, chiếc này mình sẽ dùng em rồng của mình đánh nhau với em đi. Em Hiragon mới về đội nè các bạn. Em có tên là Iron Stretch ha. Ok. Try attack thử xem. Kéo rỉa máu là tốt các bạn ơi. Wow, Dragonite chống cự lại kìa. Nhưng mà không sao. Try tác tiếp một cái. Ok. Rồi, chuẩn bị tung bóng chứa dạ. Phục phục, Dragonite. Ui. Ui, ở đây kia còn có boss chim nữa. Được chứ ta. Phải chinh phục Dragonite lẹ rồi chúng ta tìm cái em boss đánh nhau các bạn ơi. Được luôn á. Yes, thành công. Wow, chỉ tốn hai lần tung bóng thôi các bạn ạ. Là chúng ta đã có được Dragonite về đội. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Gửi em coi. Ok. Sau đó thì qua đây tìm boss thử nào. Ui, hình như boss đi mất rồi. Ừ, hơi tiếc ha. Mình mà nhanh một xíu nữa là chắc kịp thời gian để đánh boss luôn rồi á. Nhưng thôi em sao. Không gặp boss này thì chúng ta cũng có thể gặp boss khác cũng được các bạn ơi. Rồi rồi, về nhà và coi thử coi những cái sắt của mình nó nấu tới đâu rồi. Tranh thủ chế tạo bóng chứa rồi chúng ta còn làm tiếp công việc ngày hôm nay nữa. Bữa nay dự là cũng phải đi phiêu lưu khá là nhiều cùng với mấy Pokemon đó các bạn ơi. Ok. Coi coi. Đây nè. Nấu xong được mớ rồi. Ok. Sau đó thì chế tạo hết ra những cái đế thôi ha. Việc tiếp theo là ra ngoài và...
Hả? Kia là Latios hay Latias Boss vậy? Ui, hôm qua mình đã không chinh phục thành công Latias rồi. Trời, cho nó chạy tiếp. Ok, dí theo, lẹ. Tốc độ Ragina. Đây là boss hình như cấp độ Ultimate hả ta? Phải không nhở? Thôi thưa. Sẵn tiện test sức mạnh của Rayquaza của mình luôn các bạn ơi. Đánh boss đầu tiên. Để xem có chịu nổi một hit của Latias hay không. Mà sợ Rayquaza bị knock out á. Ừ hên, vẫn trụ nổi các bạn ơi. Ồ, nhưng mà phản đòn lại thì không gắt lắm. Ui, có vẻ Latias khá là trâu á. Ê, căng rồi. Iron Stretch thì sao? Try attack có hiệu quả. Ui, try attack có vẻ là không thích hợp trong trận chiến đi rồi các bạn ơi. Yêu, em chỉ kịp cấu rỉa thêm một lượng máu thôi á. Ok, như vậy thì cũng đã cố gắng rồi. Hy vọng là... Ui, tấn công một. Ừ, cơ hội tấn công thêm. Nice. Ừ. Lại cho hết tấn công hụt các bạn ơi. Yay. Ủa? Ủa đâu? Hình như Latias dùng kỹ năng hồi phục máu cho Iron Shred các bạn ạ, chứ không phải tấn công một. Ui, ngon luôn. Trời ơi, chưa thấy boss nào mà tốt bụng như Latias vậy ta. Đánh cho đã xong rồi hồi phục máu rồi các bạn. Vậy thì Iron Shred của mình sắp gánh tem rồi. Nice. Và mình sẽ được một viên đá mega của Latias luôn nè. Quay. Dự là hôm nay cũng là một ngày tương đối may mắn của mình đó nha. Khởi đầu mình thấy hơi bị suôn sẻ đó. Chưa gì là bắt được Dragonite, một em Pokemon thay đồng mới các bạn. Sau đó còn đánh boss mà được boss hồi phục máu giùm nữa chứ. Trời đất ơi, quá đã luôn. Bên này thì mọi thứ đều đã xong xuôi hết rồi ha. Chúng ta bắt đầu chế tạo những cái bóng chứa thêm, rồi sau đó tiếp tục lên đường thôi các bạn ơi. Hôm nay là mình hơi bị tự tin luôn đó nha. Và coi nào. Bữa giờ các bạn, mình cũng đi thám hiểm nhiều và đội hình Pokemon của mình bây giờ cũng rất là đa dạng luôn rồi. Nên là mình đang có ý định là chúng ta sẽ tìm và chinh phục một hội quán đầu tiên ha. Bữa giờ chúng ta không gặp bất kỳ một cái hội quán nào để thử sức hết. Nên là mình cũng rất là háo hức rồi. Ok, quyết định vậy đi. Hy vọng là chúng ta có thể tìm được ha. Rồi, hướng đi thì mình đi hướng này nhiều rồi. Hướng này thì thỉnh thoảng đi thôi. Chắc này đi hướng xéo đi các bạn ơi. Hướng này luôn nè. Đi xéo qua đây ha. Ê, nhưng mà khoan, mình nhớ là hôm qua mình có lượm được mấy cái răng rồng đồ các thứ. Hay là mình lấy mấy cái đó mình gắn vô người của Rayquaza nhờ, để giúp Rayquaza trở nên mạnh hơn. Đâu ta, răng rồng nè, có nè. Một cái thắt lưng gì đó. Cục này thì tăng cho các đòn hệ đá hả, lấy luôn. Hồi nãy có cái spell tag tăng cho hệ ma hả, mà sẽ gắn cho Lunala Fusion á. Găng rộng là cho Rayquaza. Seed bell này thì cho Seesaw đi. Còn cục đá hả? Ừ, cục đá thì chắc cho cái em rắn đá đi nhở. Hợp lý luôn á chứ. Ừ, sẵn tiện mình sẽ luyện cấp cho rắn đá luôn á các bạn. Tạm thời là như vậy ha. Giờ thì sẵn sàng lên đường rồi các bạn ơi. Theo như kinh nghiệm vài lần chơi Bisemon của mình á, thì ở đây có một cái Ultra Chest các bạn ơi. Mình sẽ được một cái đồng hồ cát. Còn bên này là trainer hả? Mình tưởng đâu mua tutor hay gì chứ. Biết sao không? Mình tính ghé mấy cái vùng núi này tại vì á, một phần là chúng ta cũng có thể kiểu như là tìm kiếm những cái tế đàn các bạn ạ. Tế đàn để triệu hồi những Pokemon sáng tạo á. Nhưng mà chắc mình phải đi kỹ hơn mới được. Một xíu mình sẽ đi kiểm tra kỹ khu vực này ha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử cho rắn đá ra trận đầu tiên nè. Bữa giờ về đội nhưng mà chưa có dịp cho rắn đá ra trận các bạn ơi. Có vẻ là cũng ngon nghẻ đấy chứ. Skull tăng đốt đầu vậy. Ui no, không được rồi. Đây, tới lượt Dragonite thì... Hey, Hurricane. Ủa dạ, trời. Đây nè. Ngon. Tiếp tục là Hurricane. Ui, knock out luôn rồi. Nhanh vậy. Trời ơi, nhóc kia còn thiêu chiến Rayquaza nữa.
Dạ, cần đi luôn. Ê, phía bên này mình thấy có Pokemon bé bé này các bạn ơi. À, Mawile. À, một Pokemon hệ tiên với cả là hệ thép các bạn ơi. Uầy, cái mái tóc của em á, ở đâu rồi, đâu rồi? Đây, đây, đây. Cái mái tóc của em giống như là có cái hàm răng như đó các bạn ạ. Ê, em này nhìn khá là thú vị á các bạn ạ. Nếu vậy thì chúng ta sẽ bắt về đội luôn á. Kiếm thêm Pokemon hệ tiên các bạn ơi. Con Sweep nè. Ok. Con Sweep khá hiệu quả ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tôm Quick Ball thử xem. Ui dồi, tí nữa thì được. Ê, nhưng mà khoan, hình như mình xài Quick Ball không đúng thì phải. Mới vào mình tung Quick Ball liền thì sẽ 5x tỷ lệ bắt hay sao á. À, như vậy mới đúng nè. Đó, thử lại coi. Đúng không? Ui à, ủa sao thấy chất quốc rồi ta. Hay là xài nãy mình thấy nó còn lắc nhiều hơn các bạn ơi. Thôi, trở lại cách cũ ha. Con Sweep đi. Sau đó thì tung bóng chứa. Đấy, đó, được luôn nè. Trời ơi, cái gì cũng phải để Ultra Ball ra tay hết á. Mà Wille thì mình sẽ cho em qua đây. Đồng thời mình sẽ nghiêng nghía thử xem coi. Ờ, à, cái đồi này nó không có bự lắm các bạn ơi. Chắc phải tìm mấy cái đồi khác rồi. Ừ, còn dưới này là cái đen của Pokemon gì đây, mình chưa biết rõ nữa. Ồ, em này là hệ bọ hả? Chúng ta sẽ khiêu chiến thử ha. Rickettot các bạn ơi. Được đấy, được đấy. Rồi, tấn công nào, Rayquaza Necro. Wow, cực nhanh, cực nhanh. Ui, Rayquaza cũng học được Hurricane. Đã vậy. Ui, hình như hồi nãy mình không phải nhân tố gánh tem hay sao á. Mình không có quyền bắt kìa. À, Sukana vậy. Nhưng mà ở đây có cái loot chest nè. Mình sẽ loot thử coi. Mình sẽ được thêm một cái quả berry các bạn ơi. Ở dưới lại là một cái chỗ luyện cấp của Pokemon hệ ma. Hả? Ui, trước mặt mình là một cái hội quán các bạn ơi. Đây rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp được hội quán đầu tiên rồi. Wow. Nice. Ê, trong làng cũng có người giao nhiệm vụ luôn. Ấy. Ok, sao vắng ghép rồi? Kỳ thiệt á, người ta mới gặp được cái hội quán mà cho người ta dăng game vậy đó. Hả? Ôi, ủa sao mình có nhìn nhầm không vậy? Ủa, hồi nãy cái người này là người ta giao nhiệm vụ màu vàng mà. Ê, mình dăng game cái mình vô lại, cái người này giao nhiệm vụ đỏ luôn. Oh my gosh. Ủa, tôi có thể làm hài lòng bạn bằng một câu chuyện về một Pokemon huyền thoại hiếm từng được nhìn thấy trước đây không? Rồi nói đi. Tuyệt vời. Vì vậy từ trước khi lịch sử được biết đến. Ồ, cho nghỉ một đi. Lại là loài chim huyền thoại rồi các bạn ơi. Oh my gosh. Và coi coi. À ha, tìm quả cầu. Lâu quá mình cũng không còn nhớ cái nhiệm vụ này các bạn ơi. Hình như đây là cái nhiệm vụ để mình kiểu như sao ta, đi tìm những cái ngôi đền này nè các bạn ạ. Thôi, cái phần nhiệm vụ của cái người đó thì từ từ chúng ta bằng sau ha. Quan trọng là hôm nay chúng ta đã có thể tìm ra được cái hội quán đầu tiên rồi các bạn ạ. Wow, đây là hội quán hệ nước thì phải. Đây nè, đây là người lễ tân nè. Ui, hội quán này có tên là Swimmer Stronghold các bạn ơi. Ok, vậy thì vô thôi các bạn ơi. Swimmer Stronghold hả ta? Ủa, cái hội quán này mình phải bơi lên đó các bạn ạ. Ok, sau đó thì ở đây có 1, 2, 3. Wow, có 3 bạn nữ xinh đẹp đang đợi mình các bạn ơi. Nhưng mà sao đường lên thấy nó hoằng hoằng vậy ta? Thôi mình bay lên đi. Trời ơi, bay lên cho ngầu các bạn. Ok, bay lên. Cố lên Rayquaza. Rayquaza bự quá các bạn ơi. Bay lên không lọt rồi. Seesaw thì sao? Ok, Seesaw thì lọt nè. Alright, tiếp theo mình sẽ đứng ở vị trí này và khiêu chiến thôi các bạn ơi. Với hội quán này thì chắc mình phải đưa thêm Pikachu ra trận á các bạn ạ. Ok, cho Pikachu đề 3 luôn ha. Let's go. Ôi trời. Đối thủ là Wailo, Pokemon lần trước mình bắt hộp kìa. Thunder nào, Pikachu. Ok, knock out luôn. Pikachu gánh tem các bạn ơi. Tiếp theo là Mantine. Một Pokemon giống như cá đuối vậy đó. Ủa, thắng rồi, hết hồn. Tưởng đâu Pikachu bị knock out rồi chứ.
Trời đất. Ok, Pikachu lập chiến công rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ cho Rayquaza ha, cũng ra trận luôn. Kèo đấu đầu tiên của Rayquaza trong hội quán luôn nè. Chúng ta sẽ tấn công bằng kỹ năng mới luôn á, Hurricane. Wow, Rayquaza Necro tấn công cũng chết quá chứ. Tiếp tục nào. Tấn công kèm cá hình trái tim này luôn. À, em bảo vệ được á. Oh, wow 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 wow. Khá đi chứ, lại nào. Hurricane một lần nữa. Ý, vẫn không thành công. Thôi đổi sang Twister đi. Em này chuyên phòng thủ hay sao các bạn ơi. Nãy giờ tấn công không thành công một cái nào. Ở đây nè, đây nè, đây nè. Được rồi, được rồi. Tưởng đâu phòng thủ thành công nữa chứ. Này thì phòng thủ nè. Sau một hồi thử sức thì cuối cùng cũng đã chinh phục được các bạn ơi. Wow, Pokemon cá hình trái tim vậy mà phòng thủ ghê phết. Ok. Ôi trời, trời ơi, còn rớt nữa chứ. Đây là đối thủ thứ ba trong hội quán á. Mình sẽ thử cho Lunala Fusion của mình ra trận các bạn ơi. Hồi nãy mới trang bị đồ tăng sức mạnh mà. Vô luôn. Oh Master. Oh, đối thủ là một Pokemon cổ đại các bạn ơi. Được nha. Tiếp tục nào. Lunala Fusion. Ê, trời, còn có Gigados nữa. Có tiến hóa không? Để coi Gigados có tiến hóa Mega không các bạn ơi. Thử nha. Test kỹ năng mới luôn coi, Nightshade coi. Ồ, kỹ năng Nightshade này thì gây không được nhiều đam lắm lên Gigados. Ui, Gigados là một phát Lunala của mình bị tê liệt luôn rồi kìa. Căng rồi, căng rồi. Đổi lại kỹ năng này đi. Yêu. Có rồi các bạn ơi, bị tê liệt rồi. Thôi được, đã tới lúc Pikachu gánh tem tiếp rồi. Ok, Pikachu tới chọn cậu. Ây da, trời ơi, chơi mà nhiễu nước trên đầu Pikachu gì đó. Thánh đỡ nè. Yeah. Hay lắm Pikachu. Đối thủ tiếp theo, Cloyster. Wow wow. Cloyster nhìn chất vậy. Nhưng mà sao thánh đỡ. Hay lắm. Wow, cái hội quán này các bạn, Pikachu gánh tem liên tục luôn nha. Đã thiệt. Ơ nhưng mà khoan, từ từ, hội quán đợi tôi xíu. Tôi có công chuyện ở bên ngoài. Ngoài này mình thấy có em cá mắc cạn các bạn ơi. What the heck. Ủa alo, sao cá mập lên bờ vậy? Hả, Sharpedo hả? Ui đây là Sharpedo Fusion các bạn ơi. Wow. Ui, cái miệng của em Sharpedo này bự y như White Law hồi sớm vậy đó. Ủa nhưng mà sao kỳ ta? Sao mà cá mập mà không xuất hiện ngoài biển mà lại xuất hiện trên cạn trời. Ừ, hơi lạ thiệt nhưng mà thôi. Độc lạ như vậy thì chúng ta cũng nên thử bắt về đội ha. Ra gần đây, ra trận đi cưng. Hurricane đâu nè. Ý, đó, câu rỉa máu rất là tốt ha. Tiếp tục một đòn Hurricane nữa coi. Ui da, trời Sharpedo đánh rác nha, rác nha. Ok, đổi sang Pikachu đi. Rồi chúng ta sẽ tung bóng chứa ha. Ok, mình sẽ lựa chọn Ultra Ball. Hôm nay có nhiều Ultra Ball lắm nên là xài bớt các bạn ơi. Nhiều quá. Rồi để coi coi Ultra Ball đầu tiên. Ui, được luôn kìa. Hả? Wow, nhân phẩm cao vậy. Ê, bữa nay nhân phẩm mình khá các bạn ơi. Và đây rồi, mình đã có được Sharpedo, một Pokemon hệ bóng tối và hệ nước mới về đội á. Không biết có bay được không? Hồi nãy em thấy đi bộ chắc là không bay được á. Ừ mà quên cá mà bay gì. Trời đất ơi, mỗi lần di chuyển là mình sẽ ở trong bụng của cái em Sharpedo này á. Wow, bự giá man luôn á các bạn ơi. Ừ, và các bạn đoán xem Sharpedo này kết hợp với Pokemon nào. Mình thì đoán là em sẽ kết hợp với Wailord các bạn, cái em Pokemon cá chà bá lửa. Ừ thì mới bự như vậy thôi chứ. Trời đất ơi. Ủa nhưng mà cá mập này cũng găng hết trơn rồi. Không thấy găng gì trơn nha. Độc lạ Sharpedo thiệt. Rồi ở dưới thì chúng ta đã khiêu chiến xong hết rồi ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên nơi cao nhất, chỗ mà chủ hội quán đang đợi mình rồi các bạn. Wow. Ê, chủ hội quán của dòng Dynamax nha. Khiêu chiến với mình luôn rồi. Wow, cái dòng Dynamax kìa. Ê căng nha, căng nha. Thôi được, thôi được. Rayquaza, Necro, cố lên. Ôi, Dynamax Swampert lên rồi kìa. Ây da, căng vậy. Ui, Swampert thì Pikachu khó lòng mà Thunder rồi. Ui no, mình phải đổi đồ hình các bạn ơi.
Như vậy thì không ổn đâu. Ui, Quick Attack thì cũng không có xi nhê gì hết. Ý, Pikachu chiến này hết gánh nổi rồi. Ui no. Lunala thì sao? Tấn công nào. À, đổi Gigadot kìa. Ok. Cố lên Lunala. Một đòn nữa nào. Hay lắm. Gigadot sắp ao chậm rồi các bạn ơi. Còn búp chỉ số rồi nữa hả? Muộn rồi Gigadot. Aha, tới lượt Lunala nè. Hay. À, lại đưa Swampert ra trận tiếp à. Ok, chắc ráng Lunala của mình đây sao các bạn ơi. Tiếp tục nào. Đó, mình đè cái chiêu này mình nè, spam hoài luôn. Ui da, động đất à. À, chơi tuyệt chiêu động đất, ok. Còn một lần dùng nữa nè. Hay, Lunala đang làm rất là tốt các bạn ơi. Ờ, chắc bây giờ mình sẽ đưa thành viên mới Sharpedo Fusion mới về đội luôn. Ui, trời ơi, ngát vậy. Ây, no 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 no. Ây, được đấy chứ. Để xem Sharpedo có thể cạp được em này hay không. Starmie, Pokemon ngôi sao các bạn ơi. Rồi luôn, cạp không kịp rồi. À quên, em có găng đâu mà cạp. Còn em rồng, không sao. Iron Shred, cố lên cưng, anh tin cưng. Ui, đâu có điểm vậy. Ừ, cố lên. Sắp toan rồi. Ui no. Grun. À, không xong rồi. Lunala có làm được hay không đây. Mình còn cái năng Nightshade nữa nè. Để coi. Không đủ đam rồi. Không kịp đánh luôn. Onix thì sao bằng lợi em này đây. Hơi thở rộng coi. Ui, chỗ ở quán còn đổi Pokemon nữa. Rồi, ôi, tê liệt nha. Ê, khó chịu liền. Rồi luôn rồi, bị phản đam lại rồi. Còn có một máu. Onix sắp hẹo rồi các bạn ơi. Em đang cố gắng chiến đấu hết mình cơ. À, hồi phục lại cho mấy em đi. Mấy em đã chiến đấu hết mình rồi. Ok, Pikachu, nãy giờ cũng mệt rồi ha, cho nghỉ ngơi được rồi. Venusaur. Quên ta, hôm qua em mới được đá Mega các bạn ơi. Torterra đồ nữa nè. Đây rồi, đây rồi. Chúng ta sẽ đưa hai nhân tố này vô ha. Được lắm. Chủ hội quán Dynamax nên là mình sẽ ưu tiên mấy em nào trâu bò một tí để solo các bạn ơi. Và Torterra sẽ là lựa chọn của mình. Tấn công nào, Torterra. Leaf Storm. Ui, trời ơi trời. Đổi liền. À, đổi Gigadot ra trước à. Đổi chiến thuật. Chủ hội quán đổi chiến thuật các bạn ơi. Được thôi. Torterra sẽ... Ui trời ơi, Dynamax rồi. Wow, Gigadot Dynamax mạnh nha các bạn ơi. Sắp không ổn rồi. Ui, ui, tính ra chiến thuật của chủ hội quán này được á chứ. Không sao, mình vẫn còn Venusaur các bạn à. Mega cho Venusaur ha. Tôi không có Dynamax được nhưng mà tôi biết Mega đó nha. Ê, trời ơi, mình chủ quan rồi. À, nháp 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 nháp. Lại nào, lại lại nào các bạn ơi. Ồ, chủ quán đổi Pokemon đúng không? Mình cũng phải đổi mới được. Mình mà không đổi là mình thiệt thòi các bạn ơi. Rayquaza, ra trận nào. Đấy, đấy, đấy. Ui da, đánh Rayquaza thốn đấy. Nhưng Rayquaza cũng sẽ phản đòn nha. Ui, chủ hội quán lại đổi nữa cơ. À, thích đổi chứ gì, mình đổi chung với chủ hội quán luôn. Thích thì chịu. Ui da, trời trời trời, chủ hội quán phản đòn lên rồi. Không ổn rồi. Không sao. Venusaur vẫn kịp cấu một lượng máu của Swampert các bạn ơi. Tại nãy giờ mình khó chịu Swampert của chủ hội quán thôi, nên là mình mới pick ra hai cái em này nè. À, Swampert đã đi rồi các bạn ạ. À. Yeah, Lapras hả? Ừ, cho Sharpedo đương đầu với em coi. À, lại đưa Gigadot ra, ok. Cạp tiếp nào Sharpedo. Đúng rồi. Ui da. Trời, Gigadot. Phản đam kinh vậy. Nhưng mà Gigadot ra thì Rayquaza cũng ra nha. Ok, tiếp tục nào, một đòn nữa. Ý trời, Rayquaza Necro không đủ để kích liễu các bạn ơi. Ừ, hên không có bị lạc kèo. May quá. Yeah. Ui, nhưng mà bây giờ thì hơi khó cho Rayquaza nha. Thôi 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 thôi, đổi sang Torterra đi. Lắp ráp thế vậy chứ nguy hiểm lắm các bạn ơi. Không có kinh thường lắp ráp được thấy chua. Mạnh thật sự.
Nhưng mà không sao, Sorcerer knock out kịp lắp ráp rồi các bạn. Nice. Còn em Starmie, cố lên Sorcerer Fusion. Úi, trời ơi, em bị knock out luôn rồi. Rồi rồi rồi, đã tới lúc để Iron Stretch ra trận rồi các bạn. Try attack nha. Được không, được không? Hồi nãy là thua rồi đó. Để coi lần này có thắng nổi không á các bạn. Ủa sao mình nghĩ không thắng nổi mà. Em chung nổi một hit nữa không ta? Yêu em không chung nổi một hit nữa. Thôi không sao, phần còn lại để Lunala Fusion lo các bạn ơi. Ok. Ui em tự đánh em tự gục luôn rồi. What the heck? Hyper Beam, một kỹ năng mới cho Lunala. Quá tuyệt vời. Test kỹ năng mới luôn á. Quá đã, quá đã. Em này hồi phục, em này hồi phục các bạn ơi. Trời ơi, chơi mà cho hồi phục dữ vậy. Tiếp tục nào, Hyper Beam nữa nè. Ý, khó chịu chưa, khó chịu chưa. Ok. Đúng rồi, chơi đôi công đi. Tranh xanh chín nào. Chủ ở quán chơi chiến thuật hồi máu khó chịu lắm luôn các bạn ơi. Rồi xong phim. Vẫn còn một Pokemon nữa của chủ hội quán, mình cần phải chinh phục nha. Ui, một kỹ năng hệ rồng mới. Outstrength, được rồi chứ. Lấy sức mạnh luôn. Wow, Outstrength một đòn duy nhất thôi. Chiến thắng luôn rồi, yay. Nice. Vậy là chúng ta đã thắng được trong một cái hội quán đầu tiên các bạn. Và đây chính là cái huy hiệu hội quán mà chúng ta sở hữu nè. À, hình những cái giọt mưa á. Wow, quá đã luôn. Vậy mà nói chung trận đấu này giúp mình luyện cấp rồi luyện khả năng chiến đấu cho Pokemon rất là nhiều á nha. Ê, cái gì vậy? Nhiệm vụ màu tím. Ồ, liệu rằng đây có phải là nhiệm vụ sao băng? Wow, đây rồi, mình đã tìm được cái nhiệm vụ sao băng. Và nhiệm vụ này mình nhận được trong một hội quán luôn các bạn. Tuyệt vời thật sự. Nice. Nếu vậy thì cho tôi xin cái này nha. Để về nhà các bạn biết sao không? Mình có thể gắn cái huy hiệu vào á. Nè, huy hiệu của quán vô. Đấy, trông rất là đẹp ha. Cái anh xong mình này, anh đợi tôi nha. Mời mốt mà tôi xong nhiệm vụ là tôi quay lại tôi trả anh cái nhiệm vụ sao băng này liền. Ủa rồi, đây. Còn bên này chính là Jason các bạn ơi. Ồ, hồi nãy xuất hiện trong lúc mà mình đánh nhau với chủ hội quán á. Jason hả ta? Bữa giờ có một thành viên mình nghĩ rất là ngầu, nhưng mà mình ít khi cho ra trận lắm các bạn à. Đó chính là Lucario. Hôm nay mình muốn thử cho Lucario đánh nhau với Jason nha. Để xem Lucario. Ui dạ. Được hay không? Wow wow, Lucario có vẻ là cũng gắt đấy. Lâu ngày không ra trận nhưng mà vẫn mạnh các bạn ơi. Em chiến đấu rất là khỏe khoắn á. Đây nè. Ồ, liên tục là những đòn Aura Sphere. Và để xem có chiến thắng trước Jason Fusion hay không. Nhưng mà đây là dạng ấy rồi. Ồ, có vẻ là thắng được các bạn ơi. Hi. Nice. Lâu lâu cũng phải đem Lucario ra quẩy chứ. Mình không có bắt thêm Jason một phần á là tại vì mình đã có Jason rồi các bạn à. Cũng là dạng Fusion luôn á. Phải chi đó là Jason khác thì ok. Úi. Và đây là... Ủa đâu rồi? Hồi nãy mình mới thấy. Đây là Alex Shrine các bạn ơi. Trời, hôm bữa mà mình để dành cái GS Ball á là mình có thể kích hoạt vô đây để triệu hồi Pokemon rồi. Thiệt luôn. Quá là tiếc luôn các bạn ơi. Nhưng mà không sao, chỗ này thì nó cũng gần hội quán nên là mai mốt mình có lại GS Ball thì chúng ta sẽ ghé qua đây để chúng ta triệu hồi Pokemon đó sau ha. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục lên đường thôi các bạn. Mình phải tận dụng một ngày may mắn của mình mới được. Hôm nay gặp được hội quán nè, gặp được nhiệm vụ sao băng, rồi còn gặp được ngôi đền các thứ đâu nữa. Trời đất ơi, còn gì tuyệt vời bằng nữa đâu. Bên này là Pokemon gì nữa đây? Wow, xuất hiện ngay cái sông luôn. Em này là hệ điện đúng không? Ủa, em này hệ nước các bạn ơi, với lại hệ siêu linh. Được thôi, được thôi. Mình sẽ thử cho Venusaur ra trận lại ha. Hồi nãy em không có được thể hiện nhiều lắm các bạn à. Trời, chiến thắng rồi. Ui, mình vẫn có thể tung bóng chứa nha. Deep Ball chăng? Mình thấy cái đèn này ở dưới nước các bạn ơi. Thử nha. Được đi, được đi.
Không được rồi. Tưởng đâu được chứ. Trời ơi. Chu thiệt. Ồ, bên đây có boss nữa các bạn. Không sao, không sao. Đưa gà chồm vô các bạn ơi. Úi dạ, trời 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 trời. Alpharos cũng gắt vậy. Chống cự các thứ luôn kìa. Dragon Rush. Suýt nữa thì knock out. Và đây sẽ là đòn kết liễu nào. Dual Chop. Nice, và để xem. Yes, mình có linh cảm mà. Boss Alpharos cấp độ Ultimate. Cho mình thêm một Master Ball nữa các bạn ơi. Wow, beautiful. Hôm nay là siêu may mắn rồi. Trời đất ơi. Mình phải lưu cái làng này lại các bạn ơi. Lưu cái làng này lại. À, đây đây đây. Đây sẽ là làng may mắn. Yeah. Quá là tuyệt vời luôn. Thấy ngôi làng này quá chịu, chuyện tốt đã ập tới mình đó các bạn. À, đây là nhiệm vụ bắt Pokemon hệ siêu linh à. Thôi được, nhận luôn nha. Tại nay mình đang vui đó nên là nhận thêm nhiệm vụ cũng được. Alright. Vậy là bây giờ mình đã sở hữu tới hai cái Master Chest các bạn ơi. Wow. Ủa đi, Master Ball. Thích thì chứ. Phải đi tìm Pokemon xịn sò để chúng ta chinh phục thôi nào. Lúc trước có một trái thì còn tiết kiệm, bây giờ hai trái rồi. Mình có thể phung phí một xíu được rồi đó các bạn ơi. Ừ đúng, Groudon. Giờ mà mình gặp Groudon thì à, mà thôi, Groudon mình dùng Heavy Ball được mà ta. Dùng Master Ball thì hơi phí thiệt. Ừ, em nào mà thiệt là khó bắt cơ. Mewtwo, đúng rồi. Mewtwo các bạn ơi, giờ mình mà gặp Mewtwo thánh kiếm, hôm bữa là mình bắt bằng Master Ball luôn, mình không có xài bóng thường đâu. Mình nói trước luôn. Ôi nhưng mà lỡ nói trước vậy bước hôm qua sao ta. Ừ, lỡ không xuất hiện luôn sao trời. Ừ á. Thôi thôi thôi. Không 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 không, không nói trước nha. Mình sợ nói trước bước hôm qua. Út. Ê, đây là em chim nè. Ờ, cái gì. Ở đâu rồi, hôm bữa mình mới bắt được luôn. Em đây nè. Đây là Bravia các bạn ơi. Oh, được đấy chứ. Cho hai em này đánh nhau luôn á. Nhưng mà đây là dạng Hisuian. Yes. Bây giờ sẽ là kèo đấu giữa dạng Hisuian với cả là dạng bình thường nha. Để em coi dạng nào sẽ giành chiến thắng đây. Ui dồi, ui dồi, Bravia gắt vậy. Wow, có vẻ là dạng Hisuian gắt hơn các bạn ơi. Ôi kìa. Không ổn rồi. Hay lắm Bravia. Thôi được rồi, cưng đã làm hết sức rồi. Phần còn lại để anh lo cho. Mình sẽ tung bóng chứa luôn các bạn ơi. Chứ đánh là em này sợ không chịu nổi một hit của Rayquaza Necro á. Và mình sẽ tôm Ultra Ball đi. Ừ, xem coi hôm nay Ultra Ball có lập được nhiều chiến công hay không đây. Mình đang có linh cảm là sẽ được. Chính xác luôn. Nice. Vậy là chúng ta đã sở hữu được hai dạng của cái em Pokemon Bravia này luôn rồi. Wow, quá tuyệt vời các bạn ơi. Ui, ở đằng trước còn cái núi kìa. Xuất hiện ngôi đền nữa là hôm nay. Xuất sắc luôn các bạn. 100 điểm. 100 điểm may mắn luôn. Ờ, nhưng mà có vẻ là không có rồi. Ừ. Phải chi mà giờ gặp được cái ngôi đền đó. Cái xong cái mình xài cái Red Chain cũng như là cái Lust Shot Up và triệu hồi Pakia là bá cháy bò chét các bạn ơi. Nhưng mà đó là cái kịch bản mà mình tưởng tượng ra thôi. Chứ hiện tại thì có cái nịt. Cái gì? Ở đây xuất hiện một em chim huyền thoại các bạn ơi. Articuno. Ủa mình tưởng em này là chỉ xuất hiện trong ngôi đền thôi chứ. Ui, Articuno này hình như là dạng đặc biệt các bạn ơi. Các bạn thấy em chim này có đẹp không? Mình thấy siêu đẹp luôn nha. Ê ê ê ê. Pokemon mới các bạn ơi. Công nhận dạng God. Đúng là có sự khác bọt hẳn luôn á. Seesaw, mình chọn cậu. Con sweep nào. Ok. Tấu điểm áo trước các bạn ơi. Trời, tấn công bằng một đòn băng hay sao cơ. Wow wow wow. Seesaw đã phone sweep tới cái ngưỡng máu. Mình thấy đủ tốt rồi các bạn. Mình sẽ tung Ultra Ball đi. Để chúng ta chinh phục Articuno ở hình dạng God đấy. Trời, bây giờ mà có thêm Articuno nữa thì hôm nay quá là hoàn hảo rồi. Ấy, mà không biết mình chinh phục Articuno God này thì có tính là cái nhiệm vụ đi bắt chim huyền thoại không á. Hình như nhiệm vụ đó mình phải có cái bóng gì trước các bạn ơi. Mình thấy cái người giao nhiệm vụ người ta kêu mình tìm bóng gì á. Ừ, mình bóng quá trời. Ủa, mình có quá trời bóng.
Vậy đó mà không chịu. Bắt mình tìm bóng gì không biết nữa. Yes! Vậy là chúng ta đã sở hữu được Articuno Phượng Hoàng Băng hình dạng God rồi các bạn ơi. Ui, ui, còn có kỹ năng gì nữa nè. Phân tích Pokemon. Kìa em ra thở. Sau đó thầy dùng cái... Ủa kìa. Trời ơi, đây còn có cái bẫy nữa. Ui. Ui, còn có cái chuông nữa. Ồ, mình lọt vô cái bẫy các bạn mà lượm được cái chuông. Trời, ngon luôn. Mình sẽ dùng lên Pokemon thử coi. Đây đây đây. Wow, hiện được giới tính nè, rồi chỉ số, cũng như là năng lực luôn á. Wow, đỉnh nha, đúng là hình dạng thánh thì các bạn ơi. What the heck. Và coi kìa, Articuno Phượng Hoàng Băng đẹp xuất sắc luôn các bạn ạ. Bình thường đã đẹp rồi mà ở dạng này còn đẹp dữ nữa. Được, được, được. Thêm một em huyền thoại nó về đổi các bạn ơi. Quá đã luôn. Gì vậy? Đây là... Gomo. Ui chuẩn luôn, lại là boss ultimate các bạn ơi. Mình phải thêm Grimmsnarl vào đội hình mới được. Ok. Test sức mạnh của Articuno mới về đội luôn các bạn ơi. Liệu rằng Articuno Phượng Hoàng Băng hình dạng thánh có thể gánh thêm giúp mình? Ui à, chịu được một hit của Gomo. Phản đam nè. Wow wow. Có vẻ ổn các bạn ơi. Không rỉa máu ở mức là ok nha. Ý, trời ơi, bị nao núng rồi, không kịp tấn công rồi. À, thất bại rồi các bạn ơi. Tới lượt Grimmsnarl. Bị Gomo knock out luôn. Dã man vậy. Chiến này toang thật rồi. Outstrength của Rayquaza Necro. Để xem. Ý, bị nao núng hả? Ở kia. Trời ơi, liên tục Pokemon bị nao núng các bạn ơi. À đây, Rayquaza lần này đã không bị nao núng rồi. Trả thù cho Articuno Phượng Hoàng Băng thôi. Đây nè, Outstrength. Nice. Thành công rồi. Và Master Ball. Ui không có. Tưởng đâu có nữa chứ. Ê nhưng mà mình được Commonium Z các bạn ơi. Là viên đá Z dành cho Como luôn. Mình cũng có Como nha. Đây nè. Được ta. Đưa Como ra coi. Gắn đá Z vô người cho em. Vậy là sắp tới Como có thể dùng được để ký Z đúng không? Chính xác luôn. Wow, bá đạo trên từng hạt gạo nha. Mặc dù hôm nay mình không có bắt được quá nhiều Pokemon mới các bạn, nhưng mà ít ra mình cũng đã có thêm một huyền thoại mới về đội. Đó chính là Articuno Thánh Phượng Hoàng Băng các bạn ạ. Và các bạn thấy em chim này có đẹp lung linh hay không? Đồng thời, bữa nay chúng ta còn có được một cái huy hiệu hội quán đầu tiên các bạn ạ. Là huy hiệu hội quán hệ nước luôn á. Trông cũng rất là đẹp nữa. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ gặp được nhiều hội quán hơn và quan trọng hơn. Đó chính là hoàn thành được những cái nhiệm vụ xịn sò mà mình mới tìm được trong ngày hôm nay á. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình bị Summon siêu cấp. À mà bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Roblox hay là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.